Chào tất cả bạn, hôm nay thì Chu Trình VN sẽ quay trở lại với các bạn với chuyên đề số 2 trong mục là các thuật ngữ sử dụng trên mạng Internet. Ngày hôm nay chúng ta đến với email. Email trong tiếng Trung thì là gì, đúng không? Và các bạn có thể tập cùng với mình nhé. Tôi làm thế nào cùng với bạn liên hệ. Tôi sẽ phải liên lạc với bạn như thế nào nhỉ? 我怎么跟你联系? 就给我发邮件吧. 就给我发邮件吧. 就给我 dành cho tôi đấy. 发邮件吧. Gửi email cho tôi. Thì 邮件 có nghĩa là email. 邮件 có nghĩa là email. 就给我发邮件吧. Nǐ de youjiàn dìzhì shì shěnme? Nǐ de youjiàn dìzhì shì shěnme? Nǐ de youjiàn dìzhì. Cái địa chỉ email của bạn shì shěnme? Là gì? Nǐ de youjiàn dìzhì shì shěnme? Wǒ de youjiàn dìzhì shì. Wǒ de youjiàn dìzhì shì. Tức là cái địa chỉ email của tớ là Phạm Dương Châu at gmail.com. Ví dụ như thế. 我的邮件地址是, cái địa chỉ email của tớ là Phạm Dương Châu at gmail.com. Ở trên đây thì chúng ta sẽ phải có những cái từ như thế nào nhỉ? Ví dụ như là chẩm ờ là như thế nào, đúng không? Ủa chẩm ờ cân nỉ lén xì nè. Tôi sẽ phải liên lạc với bạn như nào? Thì ta có từ gì ạ? Lén xì. Lén xì là liên lạc. Hoặc là chiều kế ủa pha yếu chén bạc. Thế bạn gửi email cho tớ đi. A kể B cộng động từ tân ngữ, tức là A làm cho B điều gì đó. Tức là cái nỉ chiêu kế của pha yếu chen và kế của là dành cho tôi đấy, thì cái đấy là một cụm mà giới từ tân ngữ đứng làm trạng ngữ trong câu, là chỉ về đối tượng mà hành động đó áp dụng đến, đúng không? Chiêu kế của pha yếu chen và thì gửi email cho tớ nhé. Chúng ta đi tiếp, chúng ta có thể ôn lại nội dung bài này. Nǐ de youjiàn dìzhì shì shěnme? Nǐ de youjiàn dìzhì shì shěnme? Nǐ de youjiàn dìzhì, địa chỉ email của bạn shì shěnme là gì vậy? Đúng rồi. Wǒ de youjiàn dìzhì shì, địa chỉ email của tớ là, đúng không? Phạm Dương Châu gmail.com, đúng không? Bây giờ chúng ta đã có một cách là để khi mà liên lạc với nhau thông qua email như thế nào, và bạn cần có một số từ bổ sung như sau. Sơn chỉ. Sơn chỉ. Sơn chỉ tức là xin vào, đăng ký vào, đúng không? Chu chợ. Chu chợ tức là đăng ký. Chu chợ. Thế còn đăng nhập thì sẽ là gì nhỉ? Đăng nhập email sẽ là tân lụ. Tân lụ. Tân lụ tức là đăng nhập, đúng không? Thế còn nhận mail là gì ạ? Sâu yếu chen. Wǒ shòu dào nǐ de yếu chen le. Wǒ shòu dào nǐ de yếu chen le. Tôi đã nhận được email của bạn rồi. Nǐ shòu dào wǒ de yếu chen le ma? Bạn đã nhận được email của tôi chưa? Wǒ hái mấy shòu dào nè? Tôi vẫn chưa nhận được mà. Wǒ hái mấy shòu dào nè? Nǐ shòu dào wǒ de yếu chen le ma? Bạn đã nhận được email của tớ chưa? Wǒ shòu dào le. Wǒ shòu dào le. Tôi đã nhận được rồi. Wǒ de yếu chen lǐ. Trong cái mail của tớ ta có một cái từ nữa là la chi yếu chen. La chi các bạn biết là gì nào? La chi là rác, yếu chen là thư, thư rác là la chi yếu chen. Tâu sự la chi yếu chen. Tâu sự la chi yếu chen. Toán là thư rác thôi, đúng không? Mở hòm thư ra và chúng ta thấy là toán là thư rác, mình nói là tâu sự la chi yếu chen. Tâu sự la chi yếu chen. Trên đây thì tiếng Trung.vn vừa chấm dứt cho các bạn là cái chuyên đề số 2 khi mà các thuật ngữ chúng ta sử dụng trên mạng Internet, và chuyên đề ngày hôm nay của chúng ta là liên quan đến email, đúng không? Gửi email là
kể sẽ pha email à, hoặc là pha yếu chèn đúng không, gửi email cho ai đó. Thế nhận email là sâu yếu chèn, sâu yếu chèn tức là nhận email đúng không, thư giác là la chi yếu chèn đúng không. À, thế còn đăng 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 nhập thì là gì nhỉ, tân lưu đúng không. Thế còn đăng ký là gì ạ, chu sửa chu sửa chu sửa rồi. Thế còn xin vào thì là gì ạ, sân chỉ là động từ xin đúng không. Đấy. Thì hôm trước chúng ta đã có một cái chủ đề là sử dụng các cái nút như like này, comment này, share này, đúng không? Rồi hôm nay thì chúng ta đã sử dụng sang các cái thuật ngữ liên quan đến email rồi. Tiếng Trung chấm thế nào? Chúc bạn học tiếng Trung thành công. Nếu các bạn muốn nhận được thêm các bài giảng có liên quan đến tất cả các chủ đề trong tiếng Trung thì hãy ấn subscribe ở trên kênh của mình. Còn nếu các bạn cảm thấy nó hay thì bạn ấn like. Like trong tiếng Trung là gì nhỉ? Like trong tiếng Trung là đèn sàn. Còn nếu mà bạn có những ý kiến đóng góp và muốn mình làm thêm các clip như nào thì ngay ở bên dưới các bạn có thể ấn comment đúng không. Comment thì tiếng Trung là gì ạ, bình luận tức là bình luận đấy đúng không. Thế nếu mà bạn cảm thấy nó thú vị và muốn share cho những người khác thì bạn nói sao nhỉ, thì bạn sử dụng động từ phân xẻ, phân xẻ. Thêm một lần nữa chúng mình chúc các bạn nhanh chóng có thể tiến bộ trong tiếng Trung. Chào chị.